Ông. Ây da. Được rồi, được rồi. Ây da. Đủ ông Phan không mọi người ạ? Cái gì đấy bác? Ây da. Ui dìa. Rồi, giờ ông nhìn đâu. Ui mọi người ơi, dã man luôn. Để mọi người nhìn đi. Ui, khúc thân nó này. Úi dồi ôi. Ui, quả toán. Đâu mà nhá, chỗ tay bác ấy. Đấy. Ui dồi. Ui. Ui. Dã man. Lấy túi cho. Ui dồi. Đủ trong làn đấy mà. Lấy cái túi đen này. Lấy cái túi kia ống quần đấy. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay anh em mình đi săn qua cái khu vực này. Bên kia là một dòng suối rất là to. Bên này có một miếu. Miếu này chắc vẫn có người xem ngon nhưng mà hiện tại mình sẽ vào đây khắc lực để mình đi cứu xa. Hoa đại rất thơm. Thì anh em mình trong cái quá trình đi săn ấy, đôi khi là đi săn bắt ở những cái nơi xa mà gặp những cái miếu này thì anh em mình sẽ vào thắp hương. Đấy, thì bên này có một mà
là một cô miếu, thì ở đây gọi là miếu cô hiền mọi người. Thì anh em mình đi săn bắt qua khu vực này thì anh em mình sẽ đại diện cho anh em vào trong này thắp hương cầu cho anh em trong quá trình đi săn bắt thì gặp nhiều may mắn thuận lợi, không xảy ra những sự cố ngoài ý muốn mọi người nhé. Bây giờ là anh em mình tiếp tục cái hành trình thôi mọi người. Đây mọi người, đây là đằng sau của cái ngôi miếu. Đây mọi người. Thì miếu này thì anh em mình vừa vào hương rồi. Thì đằng sau này là có một khu dãy những nhà hoang. Bây giờ anh em mình sẽ đi lên đây để kiểm tra một tí. Nếu mà có rắn thì anh em mình sẽ quất luôn mọi người nhé. Đây là mấy nhà hoang sao bác nhỉ? Ui ạ! Ông ơi bác ơi! Ông! Ây à! Rớt rồi! Ây da! Tủ ông vang không ạ? Ai da. Đây rồi bác ơi. Đúng phải tổ ong mà. Ông vang. Đốt mày đấy á? Đốt hai phát rồi. Đốt vào chân mày, vào bắt đùi. Sao tao đi qua không đốt? Bác đây, bác đi trước. Đi trước là chó. Nhìn thấy vàng vàng thì ngơ ngỡ. Cái gì đấy bác? Anh. Cô đi. Rồi. Rồi ông nhìn đâu. Con gì hả bác ơi? Rắn đấy. Rắn nào? Mẹ to lắm. Rắn. Rắn to lắm. Nó chui vào đây rồi. Nó chui vào đấy rồi. Giờ phải rộng ra ạ. Rộng ra. Không, nó chui đây rồi. Nó không leo lên tường rồi được. Vâng. Chui đây rồi. Chui cái đống bên này rồi. Đúng rồi. Ui. Mẹ tao cũng đập quả này vụt tục cái mà. Tôi tưởng bác thế ong bác vụt cơ. Ong vụt nó đốt cái phả. Trong đây rồi à? Tách nó ra rồi chứ. Nào. Tách nó ra để mình tìm nguyên cột. Có cột đây khả năng rút vào trong đống lá này hay là Là mấy viên vào đâu rồi? Nào. Đen xì lấy cái đuôi. Đen xì cơ. Đen xì dã man đấy. Đấy mọi người, vừa đi đến sau miếu này bị ong đốt. Xong bây giờ là phát hiện thấy con rắn ở đây rồi. Đúng không, sau miếu nhỉ bác nhỉ. Ui giời. Hôm nay anh em mình đi săn này hơi xa nhà cả nhà. Ê, vào đây. Nhìn đi. Bây giờ quay vào anh ơi. Vào đây đứng cho góc kia đi. Đứng kia. Đứng xuống kia. Mà áo còn rắn đẹp xì chui đây rồi. Đẹp xì. Vừa vào kia tắp hương ở cái miếu dưới này xong. Lên là đi đến đây mẹ ong đốt luôn. Ong đốt. Ong vang. Có chỉ thử đây mọi người nhá. Trên tay mình đây là miếng cao rắn hổ mang. Một cái sản phẩm đặc biệt của tem sa mát ẩm thực vùng cao. Thì cao rắn hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp, ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy,
cao giáp hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người. Kết quả báo cáo, kết quả phân tích. Đấy, mẫu là cao rắn hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy mọi người nhé. Nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đâu quay rồi. Đâu kìa. Các bác kìa. Lấy. Ui. Lắm. Ui. Phải không ơi? Ui. Hổ mang kìa. Ui. Hổ mang rồi. Cô này to lắm. Cô này phải 3 cân 3 cân rưỡi. Cô này to nhỉ. Sao cho bác ấy. Nhanh lắm. Nó vang rồi. Cái tổ ông hay là cái cành vừa nhất ra nhỉ? Chắc thế, hay sao ấy? Để xem như cái tổ ông vừa đâu. Ê! Hai trong tấm vừa nô. Trong bay vào đâu nào? Mà rắn đu của tổ ông mà. Hơi nhùi. Cái cành kia. Kéo cái cành đến bay ra mà. Đây này. Đang bay vào trong đây này. Ui! Ê! To đầu luôn rồi. Đau kìa kìa. Con này to lắm, con này trên 3 cân đấy. Con này to à nha. Nó bò ra đấy. Cả nó từ cho nó bò ra khỏi tổ ong đi. Đấy. Đây nhầm bò này. Ui trời đời ơi. Ui. 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 Dã man nhỉ. Khoan được cho nó khoan tổ ong đi. Ui. Để nó nằm giữa thì cho cái tấm bờ lô rồi. Đây. Cầm cái thủa móc viên. Ui mọi người ơi. Dã man luôn. Để mọi nhìn nhá. Ui khúc chân nó này. Úi dồi ôi. Ui con này to lắm. Đâu mà nhá, chỗ tay bác ấy. Đấy. Mọi nhìn nhá. Nét này nè. Đừng nói. Nữa ăn ấy. Tấm bờ lô biết rồi. Nó ngựa lựa nó ra. Nó lao ra. Dã man luôn rồi ạ. Thế cất đi. Có làm cất đi. Cô thương rồi. Ui à. Ui. Đời ơi. Cô thương rồi. Đây mọi người. Úi giời, con này bị bành, cái bành này bị bẹ lẹm này. Ui. Ui, con này là cắn nhau rồi. Chắc là lúc bé thành tật rồi. Ừ, thiếu lại đấy nhỉ. Mọi người nhìn này. Ui, nó phì. Ui, dạ. Dã man quá.
con này to à? Tầm 3 cân. 3 cân à? 3 cân rưỡi. Ui trời. Ui. Một tấn công luôn đấy mọi người. Người nhiêu? Ui trời. Dã man. Ui. Ui mọi người nhiêu? Nhét lên nhẹt. Ui giả phun lọc luôn. Ui. Ui. Quá à, cấp 10 ạ. Ui. Mười nhá. Ui trời ạ. Ui. Ui. Dã man. Lấy túi đi. Ui. Túi trong làn đấy mà. Lấy cái túi đen này. Lấy cái túi kia ống quần này. Phê luôn. Lấy cái ống quần để cho vào riêng à. Loại này cho riêng à. Dã man. Vừa xuống đây thắp hương xong. Vừa xuống thắp hương xong. Ôi giời. Quay này, việc đóng nốt xong rồi qua đây này. Đây, vào đây thuê sắn luôn. Tương nữa kìa. Lại vào tiếp một tổ nữa. Ui, quái to. Thư dã man. Ui. Như bắp tay. Ây dạ. Vào đây. Ui. Quá wow, cấp cái mắt to hơn cái bắp tay, làm to hơn cổ tay bác, phải bằng nó bấm thật. Đấy mọi người, được một con hàng rất là khủng rồi. Đây gọi là cô thương, dưới đây là có một cái miếu thì anh em mình cũng vừa vào thắp hương xong thì lên đây thì vô tình phát hiện thấy một con này luôn. Khu vực này thì chắc là cũng sẽ là rất là nhiều hàng cho anh em mình săn bắt. Thì đây nó là một cái địa điểm mới mà. Thế mọi người xem video thì nhớ like lên cái kênh của mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team xã bản thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá.